Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc mưu đồ bất chính đằng sau hai quận mới cho Tam Sa. Bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm 18 tháng 4 năm 2020 thông báo việc lập hai đơn vị hành chính quan trọng mang tính lịch sử, quận Nam Sa tức Trường Sa của Việt Nam và Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam được Quốc vụ viện tức Chính phủ Trung Quốc thông qua. Hai quận này trực thuộc thành phố Tam Sa, Nam, đảo Hải Nam. Giới nghiên cứu đánh giá việc thành lập hai quận mới này của Trung Quốc không đơn thuần chỉ là mang tính biểu tượng. Theo nhận định của Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSIS vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, động thái này sẽ cải thiện việc quản lý hành chính và thúc đẩy các chính sách mới của Trung Quốc về Biển Đông sắp tới. Đây là hình ảnh đảo Phú Lâm, nơi có miếu thần Hoàng Sa thời vua Minh Mạng, được Trung Quốc chọn làm thủ phủ thành phố Tam Sa. Cái gọi là thành phố Tam Sa được Bắc Kinh lập ra từ tháng 7 năm 2012, trực thuộc tỉnh Hải Nam. Thẩm quyền của thành phố này được cho là trải rộng khắp trên 280 đảo, bãi đá ngầm, dạng san hô và các thực thể khác. Cùng với các vùng biển xung quanh, tổng cộng lên tới gần 800.000 dặm vuông trên biển và đất liền. Khu vực này bao trùm phần lớn yêu sách của Trung Quốc trong khuôn khổ đường chín đoạn tự vẽ, gồm quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa cùng với bãi Macrophis và bãi cạn Capos mà Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa. Các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước khác trong khu vực, trong lúc bãi Macrophis là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Đài Loan. Còn bãi cạn Sacrobok là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Việt Nam và Philippines phản đối cho rằng hành động đơn phương của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của hai nước láng giềng tại vùng biển tranh chấp. Từ năm 2012, cái mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa đã phát triển rất nhanh chóng và xây dựng một cách hết sức khổng lồ. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã tổ chức chuyến bay dân sự đầu tiên vào hôm 6 tháng 1 năm 2016, đưa người ra thăm đá chữ thập sau khi tôn tạo xây cất đường băng rất dài ở đây. Trong 8 năm qua, Trung Quốc đã mở một trường học thu hút được nhiều đầu tư, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới như cầu cảng, nhà máy lọc nước biển, du lịch nở rộ, kinh tế đa dạng, hậu cần và viễn thông phát triển. Nhiều nhà ở kiên cố được dựng lên và khuyến khích định cư. Đảo Phú Lâm của Hoàng Sa và các thực thể khác được cho là thuộc quyền tài phán của thành phố Tam Sa, là nơi đặt các hệ thống vũ khí và các cơ quan của địa cấp thị. Cũng tại đây đã phối hợp trong việc phát triển và hoạt động của lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Và nay, trên các thực thể đa dạng của Tam Sa đầy rẫy các hệ thống thiết bị tình báo giám sát hiện đại được rải ra khắp Biển Đông. Còn tại đá chữ thập, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bồi đắp nơi này cùng một số bãi đá, đảo nhỏ khác ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo. Điều được các nước khác có thể là để nhằm biến những nơi này thành tiền đồn quân sự chiến lược trên Biển Đông. Trên đá chữ thập thuộc Trường Sa, Trung Quốc đã cho xây các công trình, sân tập, thiết bị radar, thậm chí cả vị trí đặt tên lửa, đường băng, bãi cất cánh của máy bay, các nhà kho lớn và nhiều loại thiết bị khác phục vụ cho việc phát hiện, theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự, thông tin liên lạc của các nước khác. Mới đây, hồi cuối tháng 3, Bắc Kinh tuyên bố lắp hai trạm nghiên cứu trên hai đảo nhân tạo, trong đó có một trạm trên đá chữ thập. Đá chữ thập cũng là nơi tàu Hải Dương địa chất 8 được cho là đã ghé vào để tiếp nhiên liệu sau khi rút khỏi khu vực bãi tư chính ở ngoài khơi của Việt Nam khoảng gần một tuần hồi đầu tháng 8 năm 2019. Đảo nhân tạo thứ hai mà Trung Quốc lắp đặt trạm nghiên cứu là đá Subi. Vào hồi năm 2018, S-Media, một tổ chức phi lợi nhuận, đã phân tích các ảnh chụp đá Subi và phát hiện ra rằng một lượng lớn các tòa nhà, các sân tập, thiết bị radar và cả sân chơi bóng rổ đã được xây dựng trong thời gian từ năm 2014 cho đến nay. Việc thành lập hai quận mới tại Tây Sa và Hoàng Sa và Nam Sa tại Trường Sa là sự tiếp tục quỹ đạo phát triển của Tam Sa. Trong cách tổ chức của Trung Quốc, các địa cấp thị bao gồm các quận và phường thường trực có bộ máy chính quyền của từng cấp. Các tàu nạo vét của Trung Quốc được trông thấy ở vùng nước gần đá chữ thập. Hình ảnh cho thấy máy bay giám sát
tại khu vực Hải quân Hoa Kỳ chụp hồi tháng 5 năm 2015. Đây là hình ảnh các tàu nạo vét của Trung Quốc được trông thấy ở vùng nước gần đá chữ thập. Hình ảnh do máy bay giám sát của Hải quân Hoa Kỳ chụp hồi tháng 5 năm 2015. Thế nên khi Quốc vụ viện lập ra hai quận mới cho thành phố Tam Sa, cũng đồng thời lập ra hai chính quyền cấp quận mới, đó là Tây Sa Khu đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa và Nam Sa Khu đặt tại đá chữ thập mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiêu thuộc Trường Sa bị Trung Quốc chiếm vào năm 1988. Ngoài việc nắm quyền tài phán trên quần đảo Hoàng Sa, chính quyền Tây Sa Khu cũng quản lý luôn quần đảo Trung Sa, trong khi chính quyền Nam Sa Khu sẽ quản lý quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vì chính quyền do Đảng chỉ đạo nên quận ủy sẽ thực hiện diện tại các quận mới này. Tây Sa và Nam Sa giúp mở rộng năng lực hành chính của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhà nước đảng trị từ lâu đã tìm cách tăng cường hiệu quả quản trị trên các lãnh thổ yêu sách tại vùng biển này. Đầu tiên, Bắc Kinh cho thành lập Ủy ban Đảng và chính quyền tại đảo Phú Lâm từ tháng 3 năm 1959. Mở ngoặc, đảo Phú Lâm đã bị Trung Quốc bí mật chiếm đóng vào năm 1956 và quản lý toàn bộ hòn đảo sau trận hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974 với quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc cho rằng họ có quyền tài phán thành phố Tam Sa như hiện nay. Đến cuối năm 2008, Đảng và chính quyền Phú Lâm đã lập ra 18 ban chính thức và chức năng và 20 định chế công mới. Khi thành phố Tam Sa ra đời vào tháng 7 năm 2015, các tổ chức chính quyền mới đã thay thế các bộ phận cũ. Từ năm 2012, Tam Sa liên tục đưa ra các hình thức quản trị địa phương mới, trong đó có ít nhất 4 ủy ban công tác và ủy ban quản lý, cũng như 10 ủy ban thường trú khu phố. Do đó, việc lập thêm hai quận Tây Sa và Nam Sa là bước đi mới nhất trong kế hoạch dài hạn của Trung Quốc nhằm bành trướng trên Biển Đông và chấm dứt sự hoạt động của quân đội nhân dân Việt Nam ở các đảo, vậy với việc Trung Quốc tuyên bố Việt Nam phải rút đi. Các tổ chức của thành phố Tam Sa là trợ thủ cho sự hiện diện của Trung Quốc trên Biển Đông, thông qua việc thực hiện chức năng điều phối và hoạch định chính sách quan trọng. Có thể kể ra như sau: định ra chính sách thuế và công nghiệp địa phương, hỗ trợ hoạt động dân quân biển, đưa vào vận hành các tàu mới, điều phối nguồn lực dân sự và quân sự. Bên cạnh đó là cải thiện điều kiện sống, lập các chương trình tuyên truyền, thiết trí các hệ thống viễn thông mới. Những người được giao điều hành Tam Sa sẽ có thời gian bận rộn với việc biến đảo Phú Lâm và các thực thể khác thành trung tâm cho các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Hai quận Tây Sa và Nam Sa sẽ cung cấp người quản lý, nhân sự và nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng và thực thi chính sách địa phương ở mức độ rộng lớn hơn. Qua đó nâng cao năng lực hành chính tổng thể của thành phố Tam Sa. Việc bổ sung hai quận mới cho thành phố Tam Sa còn có thể thúc đẩy các chính sách mới của Biển Đông, được cho hai Tây Sa và Nam Sa sẽ quản lý thuộc về địa lý, chính trị tại khu vực khác nhau. Hai cơ quan này rốt cuộc có thể theo đuổi các lợi ích khác biệt. Đây là hình ảnh đá chữ thập, một thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tây Sa Khu sẽ quản lý một khu vực tương đối ổn định trên Biển Đông. Tại đó, Trung Quốc đã có sự hiện diện dân sự đông đảo. Còn Nam Sa Khu sẽ phụ trách một khu vực tranh chấp nóng bỏng với nhiều lực lượng quân sự, chấp pháp và dân quân biển. Do vậy, các nhà quản lý sẽ phải áp dụng các chính sách phù hợp với đặc điểm địa phương mình. Chẳng hạn, chính quyền Tây Sa Khu có thể thúc đẩy việc tổ chức cho du khách Trung Quốc đến tham quan quần đảo Trường Sa, một thủ thuật đầy khiêu khích nhằm phát triển kinh tế địa phương, dân sự hóa sự hiện diện ở Trường Sa và xác quyết quyền chủ quyền. Hai quận này có cạnh tranh lợi ích với nhau hay không, ở mức độ nào, còn tùy thuộc vào quyền tự chủ tương đối của họ đối với chính quyền. Thành phố Tam Sa, do hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông là kết quả tương tác giữa nhiều nhân tố trung ương và địa phương khác nhau, nên sự thay đổi quan hệ giữa các cấp hành chính của Tam Sa cần được theo dõi chặt chẽ. Trung tâm nghiên cứu AMT kết luận như sau: vì Trung Quốc gia tăng mở rộng sự hiện diện về mặt hành chính ở trên biển một cách âm thầm, nên ẩn giấu phía sau là những hậu quả thực sự cho các quốc gia yêu sách khác. Các quận mới sẽ cung cấp các nguồn lực xây dựng và thực thi chính sách bổ sung cho thành phố Tam Sa, giúp những người lãnh đạo theo đuổi các chủ trương cụ thể. Nằm ở tuyến đầu tranh chấp Biển Đông, thành phố Tam Sa và các tổ chức hành chính trực thuộc chịu trách nhiệm hàng ngày điều hành thúc đẩy về lợi ích về lãnh thổ của Trung Quốc. Thế nên, việc tăng cường năng lượng hành chính cho Tam Sa
sẽ nâng cao vị trí tổng thể của Trung Quốc trên vùng biển náo động này. Và các quốc gia đòi hỏi chủ quyền, đặc biệt là Việt Nam, cần phải chú ý nhất cử nhất động trong chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Việt Nam cũng đã tuyên bố chủ quyền ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1982, đã thành lập đơn vị hành chính để quản lý các quần đảo này. Đây là hình ảnh nhà trưng bày Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng. Huyện đảo Hoàng Sa hiện trực thuộc thành phố Đà Nẵng, còn huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, địa điểm được Bắc Kinh chọn đặt thủ phủ của quận Tây Sa, hiện là nơi mà cả Trung Quốc và Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Đá chữ thập, địa điểm giờ đây Bắc Kinh chọn đặt thủ phủ của quận Nam Sa, thì được cả Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Hàng loạt các động thái phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông được coi như bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thuộc địa hóa Biển Đông vào lúc cả thế giới đang lo phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo ông Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, thành viên ban nghiên cứu luật biển và hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, việc tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân này thực tế chỉ là hành động đơn phương từ phía Trung Quốc và hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Theo luật pháp quốc tế, nếu muốn tuyên bố có giá trị pháp lý quốc tế thì thứ nhất, quốc gia đó phải dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ hai, quốc gia đó phải được sự công nhận của các quốc gia liên quan. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc đã và đang làm hoàn toàn đi ngược lại luật pháp quốc tế. Thứ nhất, Trung Quốc đã hoàn toàn không có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đang chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa và 7 cấu trúc thuộc Trường Sa, nhưng việc họ sử dụng vũ lực để chiếm đóng vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, không mang lại cho Trung Quốc chủ quyền hợp pháp đối với các cấu trúc này. Và nhà cầm quyền tại Việt Nam đã rất nhiều lần khẳng định chủ quyền lâu đời và không thể tranh cãi với hai quần đảo, được chứng minh bằng các bằng chứng lịch sử và pháp lý. Mới đây nhất, trong công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 3, chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định điều này. Ngoài ra, việc Trung Quốc tuyên bố rằng chính quyền nhân dân mới không những quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà còn quản lý cả vùng biển xung quanh hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Theo Công ước về luật Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, công ước lớn nhất về luật biển mà Trung Quốc cũng là thành viên, các bãi đá ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Những thực thể ở Trường Sa cũng như bãi Macfrist mà Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa đều thuộc dạng này. Trung Quốc đã hoạch định một kế hoạch lâu dài với Tam Sa và đang từng bước hiện thực hóa kế hoạch này một cách hết sức nguy hiểm. Đây là hình ảnh Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thềm lục địa của Việt Nam vào năm 2019. Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp thành phố Tam Sa theo từng bước từ huyện cấp thị, tức là thành phố cấp huyện năm 2007 trở thành địa cấp thị, tức là thành phố cấp địa khu năm 2012, rồi đây thiết lập các thị hạt khu. Theo ông Việt, tất cả những việc này nằm trong kế hoạch của Trung Quốc vì họ đã có kế hoạch và tính toán từ rất lâu. Từ năm 1982, khi Trung Quốc vạch ra cái gọi là kế hoạch biển, thì tướng Lưu Hoa Thanh, tư lệnh thứ 3 của Hải quân Trung Quốc, đã tuyên bố Trung Quốc cần phải làm chủ biển khơi. Kế hoạch này được thể hiện thông qua chiến lược phát triển hải quân 3 giai đoạn, xoay quanh học thuyết hai chuỗi đảo ở Tây Thái Bình Dương. Mục tiêu của chiến lược của Trung Quốc sẽ là lực lượng hải quân biển xanh vươn tầm toàn cầu vào năm 2040. Những diễn biến mới nhất là hoàn toàn trùng khớp với những gì Trung Quốc đang theo đuổi và mang đến một số thông điệp. Thứ nhất, như đã nói, Trung Quốc cho thấy họ không bao giờ từ bỏ dã tâm của mình. Thứ hai, Trung Quốc cũng muốn thử phản ứng của thế giới ra sao. Nếu thế giới phản ứng không đủ mạnh và Trung Quốc thấy vẫn có thể tiếp tục hành động, thì Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiến hành những bước tiếp theo. Từ hơn 60 năm qua, Trung Quốc lúc âm thầm, lúc trắng trợn thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông bằng nhiều thủ đoạn, chiến thuật, chiến lược hết sức cụ thể. Trung Quốc cũng đang chủ trương dùng sức mạnh tổng hợp để uy hiếp các nước có vùng tranh chấp biển đảo, buộc các nước phải nhượng bộ trong vấn đề Biển Đông, chủ trương kiểm soát thực tế trên biển, khiến thế giới phải thừa nhận Biển Đông nằm trong phạm vi lợi ích của Trung Quốc mà việc lập hai quận Tây Sa và Nam Sa thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa là một trong những bước đi rất nguy hiểm này. Và Việt Nam cần phải chuẩn bị mọi tình huống và các biện pháp phòng thủ cao nhất trước người bành trướng bao quyền Bắc Kinh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc mưu đồ bất chính đằng sau hai quận mới cho Tam Sa.
Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.